Chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hưng Cù Lao nha. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay gia đình Hương nấu một con vịt bự nha cả nhà. Vịt này hồi sáng Hương mua là mần xong rồi mà 3 kg giác nè. Mần nhổ lông xong rồi đó. Thì Hương mua ta làm sẵn á. Thì Hương cũng được một người chị chia sẻ với Hương là nấu cái món vịt bắp bủ là ngon lắm. Vịt bắp bủ là cái món vịt này là của người Hoa. Người ta gọi là vịt bắp bủ á, còn người miền Tây mình á thì hay gọi là vịt tiềm, nhưng mà mình cái vịt bắp bủ thì nấu nó hơi khác hơn cái vịt tiềm mà ở miền Tây mình chút. Thì Hương chị chia sẻ với Hương, bữa nay Hương thử làm lần đầu tiên luôn. Bây giờ Hương mời cả nhà giờ vào bếp với gia đình Hương ha. Vịt bắp bủ. Bắp bủ hả? Của người Hoa. Anh Mập bữa nay giới thiệu cái nguyên liệu luôn đi. Đây là có củ cà gót 2 củ, đây là cải gì ta, cải mùng sôi, đậu má, đây là cái gì, thì có gì, hành lá, rồi ở đây nấm gì không biết, nó nấm rồi, nấm cơm. Ăn hoài cái này gì, nấm nhông cơm. Còn củ đó củ gì? Củ này củ gì đã ta? Củ gì mà ăn đừng có ăn ăn năng. Rồi cái này là mình dương liệu này mình mua ở trong tiệm thuốc bắc nha cả nhà. Này cũng có miếng thịt. Anh Mập bữa nay làm được quá cả nhà. Vậy tôi bếp đây, lên. Còn mình cũng có đậu phộng. Cái này là gì? Cái này là gì? Mì tương. Không phải mì tương coi. Dầu hào. Tưởng nói nước màu. Bữa nay thì mình nấu cái món này thì nhiên liệu hơi nhiều nha cô chú anh chị. Lần đầu tiên Nam cũng mới thấy á, mà cũng lần đầu tiên là gia đình làm luôn. Nhìn nó khá là đẹp ha. Cái này là mình mua trong tiệm thuốc bắc nè, có táo khô. Thôi không biết rồi. Táo sen. Cái này là hạt kỷ tử, này là hạt sen. Còn hai cái kia là gì Hương quên nè. Cũng là nguyên liệu để nấu á. Này Hương có để miếng tỏi phi sẵn rồi đó nha. Giờ Hương sẽ cho miếng dầu hào vô. Cái này là dầu hào. Cái này cho nó chống nha. Cái bàn nhỏ quá cả nhà, để đồ không hết, Hương sẽ cho miếng nước tương lên. Đây là nguyên liệu là hạt nêm, đường, bột ngọt. Hương sẽ ướp cho con vịt luôn. Cái này là gáy xăm nè. Hương sẽ chà nó cả nhà. Con vịt này thì Hương không có mổ bụng, Hương mổ móc ở trên dưới, móc lấy ruột rửa sạch à. Hương để hồi Hương đồn cái nguyên liệu đó vô đó cả nhà. Mình chà về mà cho nó thấm. Chút mình sẽ đem đi chiên nữa. Mình giòn rồi mới chiên. Mình chiên giòn rồi mới chiên. Chiên rồi nó hồi mặt cái gì nó chiên để dừa. Cái món này thì nấu dừa nhiều lắm nha, để dừa nhiều đi. Ở mình giòn này mình có cái gì mà cái cầm nó như là uống tàu hả? Uống tàu nha. Uống tàu có kìa, nhà có. Đúng rồi, mình như là giòn này có uống tàu không ta? Mình muốn ăn uống tàu thì mình để dạ. Cái đó là tùy theo cái khẩu vị gia đình đó. Cái này con nãy giờ con hình dung nó giống gì phải không? Vịt tiềm. Vịt là đúng rồi. Vịt tiềm. Không. Vịt nấu tiêu hả? Có vịt tiêu. Vịt con tưởng nãy giờ làm món này là như là bắt lên cái lẩu rồi. Đúng rồi, bắt lên lẩu rồi nhúng rau. Ủa gì hả? Giống như lẩu thuốc bắc, vịt tiềm lẩu thuốc bắc chứ đó. Vậy hả? Mà này bự quá người ta bỏ vô cái lẩu vậy. Hồi quân nguyên nồi đất luôn. Con tính nấu trong nồi đất nè, hồi quân nguyên nồi đất luôn. Nghe bỏ vô cái. Không, mình nấu hồi nếu còn sớm mình bưng ra sạp rồi nè. Bưng vô cái tủ. Không thôi gì nè. Mình nấu mình để ra gì nè. Còn ra vậy chứ để này nè. Ra cái quả gì đó. Không. Dòng luôn phải không? Nhúng rau. Nước mà nhúng rau. Thì mình để miếng băm vô luôn đi. Cái này có người ta nấu bắp giò. Dạ, bắp giò ta nấu rồi. Nhúng rau. Nấu nhưng mà nấu vịt xiêm phải hơn. Vịt xiêm mới ngon. Chị khán giả đó nói là bữa nghe Út Liễu nói ở đâu có bán con vịt 3-4 kg gì đó. Trời ơi con vịt đó mà Hương mua về nấu nó ngon dữ lắm Hương ơi. Ở dưới quê có nước dừa nhiều quá, Hương nấu cái món vịt là ngon dữ lắm. Bữa nay Hương cũng mua được con vịt mà không là 3 kg nha Út. Vịt này là lụn lứt. Cái này chắc chín nắng quá, chín háp quá. Không, nó không háp. Tại cái với mấy trái nhỏ này nè, con ăn mới ngon nè. Tinh tí nè. Tinh tí, nhỏ gì đó mới giòn. Là cắn nè. Mình thử nè, nó giòn lắm. Trời ơi, ngon. Nhảo đi chào. Giòn á. Ngọt. Cái nhỏ cái giòn á.
ngọt hết biết luôn. Quá trời ngon rồi. Sáng nữa quậy ra chịu ha. Sáng nữa quậy thôi, chịu ra nửa quậy đi. Uống đâu có, nấu đâu có hết đâu. Mình sao chịu không? Rồi chịu giờ đi. Mà vừa quá trời mà vừa. Ê, ơi. Cái này nắng là cái ít dừa lại. Ít dừa. Cũng tiết kệ bà. Để sửa dừa đi. Rồi dễ luôn. Còn nhiều hôm nào có nấu gì ra mình. Vừa này ngon ha. Tính như vậy vừa này quá trời sai chưa? Ồ, trái nó ra kìa. Vừa này là gớt, mưa xuống là nó sạch nắng luôn, nó sạch mẹ luôn á. Trứng chảo vậy anh. Trứng chảo vậy. Ngon không? Chích bên kia. Ủa, trái ớt này sao bữa giờ con không thấy ta? Trái ớt này đó. Trái ớt này là trái ớt chữ thiên nè. Còn cây đó là cây trung nông đó, bởi cây trung nông trái nó bự đó hả? Trái ớt này chắc vài bữa chết luôn á. Cái này hả? Nó chết luôn. Chết luôn. Héo rồi. Không, không trồng ra đất nó héo. Cây ớt nó cây mới dữ đó. Cây đó đó. Không nổi luôn. Mấy cái dây dưa lưới của mình thấy đẹp với thợ. Cái này nó cũng đập thấy lớn không? Nó chưa chú ơi, chưa nhìn thấy như mỗi chưa động đi. Nó vụt nữa hả? Nếu mà nó vụt cái mơ, ngày mơ này chấm cái nụ trên đây nè, trên đây có nụ nữa nè. Đấy không? Ừ, nè nụ nè. Không vụt đâu. Nó tượng trái rồi đó. Chắc mơ mình chấm nữa cho chắc cứu. Nó không vụt lại nó mơ. Mơ chấm cái nụ này nè. Vậy hả? Đây nụ. Cái cây... Cái trái nó đâu rồi? Cái cây ớt kiện không trồng rễ đất nó chết kìa mẹ. Đâu? Đó, con Phúc á. Cái này héo. Nó gãy đoạn nè. Không chậm ra để. Cái dây này mình không không cột nó gãy vậy nè. Đâu, anh bao bóp. Bóp bằng cho nó lậu anh à. Anh chấm đâu. Anh bóp nó đó. Người ta bóp bóp trên đây nè. Ông bóp trên đây không, bữa hổm ở trên đây là cái đọt, mấy à. Ngày rồi nó vượt lên đó đó. Lên nữa anh. Ông chấm 2 3 ngày rồi. Ông bóp cà gót. Là cũng năng. Làm mấy cái này cho nó tồn tồn nó cả nhà mình mới nhồi vào cái thịt đó. Cái một chút thì cũng nhiều quá nè. Mình xào vậy là cho nó chín chín chút rồi cái mình mới gấp xuống. Xào đều tay á cho nó đều nó chín đều cho mất nguyên liệu. Bây giờ bắt đầu có hương ớt ha. Hương cho miếng tỏi chi vô cả nhà. Cái này là cái nguyên liệu nãy Hương xào nè, Hương sẽ cho vô luôn. Cái này là bún tàu hay cả nhà. Hương cho vô luôn. Này là hành lá. Để hành lá cho nó thơm. Này là Hương để miếng gia vị nè, hạt nêm, đường, bột ngọt. Này là củ sen, hạt sen á, Hương nấu mềm mình Hương cho vô đây. Mình trộn lên này cái mình dồn vô con vịt. Cái đó mà mình nấu. Vừa thì trơn thấy hấp dẫn quá cô chú ơi. Mập, anh mập dưới bụng rồi. Cái nào mình bán bên kia. Ừ, nó thơm ghê luôn. Còn giờ bán như lưỡi bào đi. mới chui về mấy cây? 5 cây. Okay. Chui 5 cây dao có 255.000 à. Là bớt 5.000 còn 250 về báo nhẹ 400. Về nói 400 mà đi ngoe ngoải. Đi không có được mặn dạng hỏi cho nhiêu. Nói lại 255 mà bớt 5.000. Bởi vì có tài giật mình ha. Nó kiểu gì? Yếu bóng vía. Nói 400 mà đi khép nép đi không có được tự nhiên. Bữa mà nói mà 400 thiệt là nẹt lên rồi. Bật tay liền. Nhiêu được rồi ta? Hả? Nhiêu được rồi. Ừ. Ở đây mình cũng có chuẩn bị 3 cọng dừa. Để tí xíu mình sẽ mai lại nha cô chú anh chị. Phẫu thuật cho nó. Cọng dừa thì mai mới chắc. Còn ví dụ như mình lấy cái tăm mình xiêm, mình xơm này chắc nó không chắc đâu. Mà cái này mình nấu mình ăn mà mình để cọng chỉ rồi vô thì cũng không được. Ừ.
Bây giờ Hương sẽ dồn vô con vịt nha cả nhà. Mẹ Hương có mổ ở đây nè. Dồn đi. Ồ, vịt này chắc nó nuốt được nhiều nhân quá mẹ ơi. Nuốt hết thịt chết luôn á. Thịt luôn á. Bữa nay chị làm cái món này, nếu mà ăn cảm thấy ngon á, Vịn Hút ăn căng da rồi rước chị lên làm món này cho nha. Món này chắc ăn mấy lần chắc ăn mệt. Không mệt. Đãi món này thôi, nhúng rau là được rồi. Mâm con, mâm con đuối vậy. Nó có mà chơi cái thau nhân nè cả nhà. Mâm riêng cái món còn vịt nó xong là 700 ngàn. Ồ, dồn vô cái nó no, vịt lên nè. Nên đó, dồn dẻ luôn hả? Dồn dẻ luôn, dồn đầy hết luôn á. Ồ, bỏ nhiều vô nó cũng hết hết trơn. Chúng ra hồi đó giờ mình quay với mình làm mấy món này mới giữ rồi chứ. Chống nè. À, Hồng Thò, quán Hồng Thò hả gì? Nhà hàng Hồng Thò người ta mình đặt mâm ta nhận là một mâm chỉ có 1,5 triệu. Mà nếu như mình làm món này riêng con vịt không là nhưng mà 1,5 triệu trong khi đó mình được 4 món nha cả nhà. Còn món tráng miệng nữa. À, món tráng miệng nữa. Mà này riêng vịt không 700 ngàn rồi. Còn ba món kia có 700 ngàn nấu sao đủ. Chứ hái gào. Vậy là nếu mà mình làm vậy là mình đẩy con vịt công này, mình đừng có làm món gì nữa chứ. Vịt công thì mình lòi. Nhúng gao rồi. Không, chị nghĩ một con vịt thiệt ngon vậy phải không? Rồi bắt lên nhúng gao. Nhúng gao ăn còn ngon nữa, khỏi món gì chứ. Người ta đẩy con vịt nhỏ chứ đâu, con vịt bự quá vậy. Bự quá để vô cái ăn, tính ra 10 người ăn cũng vịt không này bự đâu. 10 người ăn cũng vừa. Vừa. Vậy Hương phẫu thuật cho nó như thế này, mai nó được. Lục hả? Hồi xưa cũng toàn bác sĩ không, y tá không, mai nè. Mổ rồi mai. Sau khi mà dồn xong thì bây giờ mình bắt đầu mình chiên sơ nha cô chú anh chị. Ừ, cái này phải mai. Né ra mới được. Né ra đi con ơi. Dịch nó căng lại. Để ngồi mình chở. Chở ra dưới đi. Mình chiên vậy cả nhà rồi cái thịt nó nữa mình ăn nó béo mà nó thơm á. Cái này mình cứ trở ra đàng hoàng để mình để nó tạt dầu á. Tạt dầu mình bị phỏng, nó riêng bị phỏng đây cũng chưa hết nè. Cái bầu dưới nó vàng nó nhiều rồi. Cái này là nó không phải khó lắc mà là cái gia vị nó phải nè, nó vàng. Cái hạt dầu hào á, cái nước dầu hào á. Cái món tiềm á, thì cái món giò heo hay là vịt gì mình cũng phải chiên hết cả nhà. Phải chiên cái gì đó, mình chiên mình ớt, mình chiên gì rồi mình mới nấu. Đám mà mình chiên một con vịt gì mình bỏ thấy cũng xong á ha. Đỡ mỡ đám cưới rồi chiên mẹ nấu món này đỡ. Chịu không? Nước dừa không, nước dừa này là nước dừa ngọt hơn chắc cũng cái chảo này mà nấu muốn sắc rồi không xong. Okay. Mình ăn mì phiếu rồi, ăn với mì. Ăn cũng có cơm nữa, chỉ có nấu cơm mà. Ăn mập nấu ngon, có cơm cho ông uống nước đó thôi. Ăn với mì. Thường á mình ăn cái này mình ăn mì dắt. Mình cho nấm đông cô vô luôn. Hồi nãy Hương có bằm mớ giò mà còn mớ luôn. Cái này mình nấu lâu chừng nào cũng được cho cả nhà. Mình nấu cho nó thấm. Mình sẽ cho miếng gia vị vô luôn. Dằn vô nước rồi mình nêm lại. Này chế biến cái dừa nó mới được. Chế biến xong là mất hả? Lấy cái thau liễu liễu ra chị đậy rồi đó. Bữa gà phải không? Bữa gà rồi để vô ly. Nào để vô ly rồi bẻ thêm cái dừa đỏ vô để tôi lạnh. Làm tí ẩu với bà ngoại. Ăn này sốt ruột hộn cơm ngon. Dạ. Giờ ngon muốn hả? Ăn đi. Ngoài ăn không? Ngoài này ăn ổi. Hỏi anh. Theo không thấy ổi thèm. Cái muối này công nhận lợi hại. Nhuyễn quá. Không có như muối nhuyễn này mới ngon nè. Ăn ổi nha. Nó to quá mình chấm nó không dính. Không nóng nổi giòn quá ấy ngọt. Vịt này nấu tới tối nữa. Thì bữa nay cúp điện không có quay sớm được, quay sớm không có nước xài. Đang cúp điện nó trở nắng quá trời, nó ngọt luôn.
Hồi chưa rồi đó. Trời mẹ hồi chút xíu có điện rồi. Dạ cũng 12 giờ rồi. Dạ ăn đi mà. Ở tháng nắng này nó ngọt. Tháng mưa nó xuống nó hơi lạc của chú. Mưa cái nó dư nước. Dạ. Ở này ăn mất tiền, ăn trái nữa. Cái bông giấy bữa nay nó ra bông mới đẹp quá ha. Dạ. Màu nó đẹp. Nhưng mà cây bên đây nó muốn tàn hết vậy. Bông á. Nó ra bông mới đó coi. Nó ra bệnh mới chùm nữa. Mà ra không sai. Chùm nó không được. Hỏi đúng. Hỏi hỏi luôn bị cái này chứ chưa có cái nở không á. Chưa có bị. Nó ổ đó ăn như thấy nó chua. Nó ngọt. Nó còn năm chả như cái ngọt. Có cái này có cái bao tay nè, nó đỡ, nó không có bị phật. Đúng không? Chở nó ta. Có hành nghe hả? Dịch mập ầu thấy cưng á. Cái này là hà củ năng nè. Này là táo đen. Này là táo đỏ. Này là cái cọng gì nè Hương quên tên rồi. Nhưng mà cái này nó Hương biết ăn nấu mềm ăn như là phê mì vậy cả nhà. Hình cái đó giống phê mì. Cái này là mấy cây rễ xanh nấu cho nó có cái vị thuốc bắc. Hơn tiếng rồi đó cả nhà. Cái này mình không chở sao? Chở lâu lâu mẹ chở rồi. Chính cái nên bưng cái dây ra nè. Bưng cái to bằng lót chứ. Quá trời dịch được rồi. Nè đậu cộng hồi nãy cũng nấu cũng sắp chín rồi. Này vịt này nấu thiệt chín ha, tới xong cái bỏ đói chừng 3 ngày ha. Cái này là hạt kỹ tử nha cả nhà. Thì là ghim biên con cắn cạp luôn khỏi xé gai. Cái này mà đói bụng chứ ăn mới ngon cái gì hết. Cái này mà đi vườn vô rồi dắt với dắt chân ha, thấy không? Cái này vườn mệt vô ha. Đi cái vịt lại xiềm 3 người nào thắng cầm. Này cà rốt nếu mà nó mềm nữa là mình ăn được rồi cả nhà. Cái hạt kỹ tử này ta nói ăn vô nó bổ mắt lắm nè. Chị đó chia sẻ là mình để vô cái ấm á, cái mình rót nước sôi vô á, mình uống vậy đó, tốt đó. Không biết cái này dữ quá dữ, con vịt này giòn thịt gì đó. Đừng cho lúm gơm vô cả nhà. Cái này là củ hành tím nè, hành gốc luôn. Cái này mình đem ra được luôn rồi cả nhà. Cái này tại mình còn giáp mình bếp ra nữa. Thương thấy rất thương. Anh Mập Hưng cái thao đàng hoàng nha. Cái này là cái trộn chín nè. Thương rút lên. Cái cọng dừa. Cọng dừa nó chín nhá, rút ra vậy nè cả nhà. Cái này em làm đàng hoàng nghe nặng lắm á. Cái này nóng rồi chừng gắt đùi nữa. Hộ nín thở đàng hoàng anh. Ừ. Nha. Rồi rồi. Vịt này em dồn thịt vô luôn, dám có cỡ gần 4 kg á. Nặng thiệt. Rồi, em bút này ra luôn. Anh kê lên đỡ lên đây nè, để nặng lắm. Ừ. Dạ. Kê lên đây nữa nè. Để cái miệng chảo không nó sập miệng chảo. Đó. Món này bữa nay khủng khiếp chị. Em gứ cái chân vô tay anh đó. Vậy hả? Cái miếng này họ ăn như là cái gì? Như phơi mì vậy đó anh. Ừ.
Thôi, để dưới em dưới để dưới ta. Thôi được rồi, nóng. Nóng nè. Nóng cái thao này, cái dẫn thì rồi, nóng nè. Thôi đi, để anh bưng cái nắng đi. Nghĩ có gì hồi chậm thêm. Khoan, nóng, nóng. Để em bưng cho. Rồi, rồi bưng ra đây. Tại anh bưng ở dưới luôn kìa. Trời, vậy nãy giờ cam chịu, nội ơi. Nó bưng trên cái dành á. Nó ngồi dưới nắng. Hấp dẫn không cả nhà? Ừ, đúng cái thao. Nó nóng. Đúng nóng. Đừng cái mâm nóng giật mình. Là... Rồi, con thịt bên trong ra. Tạch ra. 1, 2, 3. Ngon cả nhà. Nè, dắt cái lần này cái nè. Cục nhân trong nè. Thơm mới sợ ha. Con cáp anh cũng đi dạy bàn cái nhà hàng này cái đi mập ờ nhắc giờ anh hớt khổ rồi đi hớt khổ rồi gấp 10 miếng đi. Đó anh có đi dạy nhà bạn nhà hàng thời gian. Dịch này á cả nhà thì cũng có tùy theo người á, người ta cũng nhầm người ta nấu nó mềm, mềm ghiệu luôn, còn nhóm thì không thích ăn mềm quá cả nhà. Mình nó vừa mềm với là ăn được rồi. Thịt nó còn dai nó còn nó có trứng nè mập ơi. Trứng trứng lưng. Mở trong bụng nó ra nó có trứng. Nó có trứng nha. Cái hạt gì đó, cái hạt gì nãy mình đập đó. Hạt gì chị quên. Cái đó để lại lên đây. Để lại cho anh ăn đi. Mà phát ngay cục xương rồi đó. Chàng, nè, chàng. Còn bên đây miếng nè. Cắt nó ra. Để em chan miếng đi để nó chan nước. Ăn cái nhân nè. Ăn cái nhân nè. Gắn hiểu. Gắn hiểu. Không mềm. Mềm, mềm. Ăn cái nhân được rồi. Đây để con chan cho vú nha. Ít thôi, ít thôi nha. Ừ, ít gấp đi, ăn cắt cục này. Đừng ăn nước nhiều đâu nhé. Này, cái nào được bảo này cho mẹ luôn nè. Cục nhân có hết không? Không, nhân không cần hết. Nhân để rửa mình sắm nó hơi khỏi. Ừ, anh cắt nhân được hết. Anh phải hết ngay cái khớp, anh cầm cái gì? Nhiều hết. Cái này để em lấy da em cắt. Ừ, cắt đi. Anh xử nguyên cái đồ này. Làm cái món gì đâu. Hết nói chuyện luôn. Rồi nuốt nước miếng. Ở phim nó thích ăn cái này lắm nè cả nhà. Ăn cái cục nhân này nè. Cái món gì dính đâu. Cái giò này. Giải quyết xong rồi mệt muốn xỉu. Bể. Bỉ này nó không có chả cá nữa. Để con gắp cho vú cục nhân nha. Rồi, vậy đi. Cả món gì đâu mà giải quyết xong rồi muốn xỉu luôn. Lấy cái bụng. Ngon lắm. Để này yếu yếu tay cắt không nổi à. Ngon lắm nha. Chèo. Chèo mập cho trưởng. Chị Hương ăn gì gấp bún hả cơm. Chị gấp miếng chị cúng đó. Rồi làm luôn đi Dũng quay. Làm cái đồ em đây. Không nổi hôm nay nữa. Hả? Không nổi hả? Nổi rồi. Em cho đồ đi. Nó mập ra anh ăn đi. Ai ăn đi. Anh nấu đồ xương anh ăn. Nuôi đó thành không ạ? Rồi mà cả nhà ăn gì dịch nấu nha. Dịch nấu bắt bủ. Bắt bủ nha. Cả nhà ăn dịch nấu bắt bủ nha. Lần đầu tiên nhóm được ăn đâu cả nhà. Ừ, nhân ngon. Mềm bánh đây à? Nhân ngon quá. Em thích nè em. Thôi bữa nay em ăn cái rồi. Em múc cho. Ăn cái mì bắt nữa. Có mềm không? Mời cả nhà nghe. Ăn vịt nấu gì bắt bủ. Ngon quá nhà ơi. Phút nửa chén thì nó để rau vô. Ăn ngon, ngon. Rồi mời cả nhà luôn nha, ăn vịt bắt bủ nha. Nhưng dạ. Nó ăn với mì hảo hảo. Nhưng dễ khắc mà. Không có gấp thịt cho vú. Năm gấp vào vú để qua dĩa rồi. Nãy chén nè. Dạ em béo. Dịch này là nó tới sức luôn á. Tới luôn. Quá ngon. Có hết rồi.
ăn rồi nó ăn sao nó ăn chưa chưa mới học hai buổi mệt không quên nữa hơn mời cả nhà ăn cơm với gia đình nha thôi bớt ăn này bớt ăn được lắm ăn cái đuôi cái đụng nó hao phẩm béo mềm không mềm không cái vịt mình chiên cả nhà mình nấu cái ra nước nó thơm nó ngọt cầm ăn đại á nó có giấy nè có cái đùi này con thấy nó mềm mà trẻ bằng đũa nó đâu có đứt nhỏ nữa heo đứt nha tại vịt nó thịt quá trở dẻ luôn cái đùi mềm vịt xiêm á chứ không phải vịt mà cái dạng mà vịt siêu thịt á là cứ nấu mềm lâu rồi cái giá rồi bấm lửa luôn à dạ có ăn cái này chưa có ăn rồi mà chia tay giờ chưa ăn nè thử rồi nó dẻo không ngon ăn như khoai mì dẻo nó giống như khoai mì vậy quá dễ đừng chia nơi vậy vậy nè để một bên nữa thôi nút miếng núm vô cái chợ hỏi nha phải đập giấy nha cái nấm đó mà nó chịu nóng mà nó nóng dữ lắm nó hút nước vô chẳng nóng cái cũng hỏng luôn chú chị thấy cái món này ngon thì bữa nào làm gia đình ăn đi chứ nào chịu hết nổi giờ gãy đầu cái món gì mà nó hấp dẫn dữ nhúng cải thìa ngon rau má cũng ngon nhưng mà nấu cho gia đình ăn bữa ngày ngày chủ nhật nghỉ rồi nha cuối tuần ha cuối tuần á cái sống lại trong gia đình nó ngồi ăn cái này mình ăn cái này nó cũng tựa tựa mình nấu thuốc bắc ha nó bị gì nó có vị thuốc bắc nấu cho má nè má cho má ngon mình nhúng cho nó xèo là mình ăn được bánh nhúng vậy nè đứng vậy ra tay tiếp con đẩy tới một con là đã 10 người nữa chèo nó nhập này đẩy có 8 người rồi nha ngon quá dễ ăn cả nhiều đó, cái lượng này nè cái lượng này ngon nè cái giá bụng đó đâu ba ngoại miếng anh ngoại miếng quá nè khoảng cái lượng này nó mềm cái lượng cho mẹ đi nè ăn cái này vú phải cầm vú cạp á nạt nó dẻ nữa cái dẻ nó đâu có vú cái này nè cái này ngon nữa lượng cái da vịt mình ăn cái dạ bụng nó vậy nó béo cái nước nó ngọt quá cả ha ngọt nước dừa ngọt ngọt nước vịt đó ngọt cao củ để đây cho phải xin cục đi nó ngủ nha cho nó ngủ ngồi có cái đùi nè cho nó đùi cho nó nè đâu cái đùi đó để cái đùi nó có cái đùi để đi cho nó miếng nặng nó nhậm gì á để nó ngồi gãy đầu không à cả nhà có chuyện không nổi sao đầu bữa nay sao bị dị ứng ngứa đâu bữa nay sao mà cái món gì kỳ quá đó nó thích món này nó đi lính về rồi về khác đó ngoại nó cũng làm món này cho nó ăn à ngoại lúc đó ngoại làm gà đúng không ngoại vịt xiêm chị mua vịt xiêm về làm cái tiềm đãi cho con xiêm mà ăn đâu có hết vịt đâu vịt kiểu đó làm vịt mái nhỏ à đó à lúc nó lính về vú mà cái nó làm nó ông ngoại bà ngoại nam được cái là cưng cháu lắm cô chú anh chị không biết lớn nhỏ gì không biết nhưng mà con cháu đi lâu về là cưng dữ lắm cái gì cũng làm tám đứa cháu nha không có gầy mà không có đánh luôn từ nhỏ tới lớn chữ mà chữ là ông ngoại quay phim ở cả nhà mấy đứa cháu cái đứa nhỏ hết là năm nay nhiều bé trẻ nhiều 9 tuổi còn đứa lớn chỉ có thằng nam là không hung thôi nha chứ em nam là phúc nè là lâu lâu là anh nó đang ngồi cái ông lại ôm đầu nó hung cái gọt vậy nè mấy đứa con có hiểu không gì nữa trừ khi là nó không cho ông hung nó xua ông ra thôi nha chứ nó cho là ông hung nam mà nếu mà nó cho ông cũng hung luôn á lại nè chị hay thấy á
đi lại thấy mấy đứa nhỏ ngồi với lại nắm cái đầu lo vô vậy nè, không có giọt gì đó. Kể quay phim nào đó hồi nhỏ hả cả nhà. À, đi mần hết rồi không có ai nhà giữ đó, mẹ nó gửi bên đây á, sẵn đi bán. Rồi đi mần rồi ông ngoại cổng theo ra ngoài ruộng. Ê, bận về đi ngang đập bị gì đập người ta ứ nước là người ta đâu có bắt cầu bắt gì. À, cổng ngang đập rồi sâu quá rồi ổng lặn, ổng để nó ngồi trên vai á. Cũng là ổng lặn, ổng nín thở, ổng lộ ngang qua. Đi thầm. Lộ ngang qua lên bờ nó nói công nhận ông ngoại ngu thấy sợ. Ổng để nó ngồi trên đầu á. Là cái cầu đúc bình thường thường đi ruộng nó ngang lên. Ngang lắm. Hồi đó đâu có cầu kỳ gì đâu, đi ruộng là đi về còn đỡ nha. Còn bận đi á, lội ướt mỉnh cho ngoài mần lạnh chết vậy. Cải mới chồng á, đại gom á, nó nhảy xuống mương á, nó lặn đầu này tới đầu kia, nó trèo lên bắt đầu nó chạy trên liếp á, nó chạy dài đầu này nó phóng xuống nữa, chạy nhìn cải không. Cách mà con qua đây trồng dưa đó, bởi vì ở trên vùng ở trên đập lớn thì nó có đường lộ mà đi đường đó nó xa, toàn là lộ Nhân Kinh không à? Đi đi lộ cho nó gần, lộ tắt nha. Hồi đó mới đi mặn thì phải đi đánh cái vòng, còn đi mặn về thì lộ tắt nha, Nhân Kinh có mau. Đi vòng để mình mình cỏ mình đồ mình nhận được cũng mấy tầm, đánh cái vòng, đánh cái vòng có nửa tiếng. Cái nước này thì ngốc. Cái này mà mặt mặt hấp vô cái cũng khỏe nữa. Rồi, bỏ thêm nó hấp đi. Bỏ vào một đống. Múc ra cũng còn cái giá. Đồ má thì ngon á. Đồ má thì ngon. Đồ má thì ngon.